Trận mưa lớn kèm theo dông sét không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản tại xã Ngàm Đăng Vài mà còn khiến nhiều gia đình ở thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì hư hỏng nhà cửa, tài sản. Tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, mưa lớn cục bộ vào rạng sáng đã cuốn trôi đất đá vào nhà của các hộ dân, hộ kinh doanh, khiến họ phải mất nhiều công sức để tát nước, vận chuyển đồ đạc, các vụ hậu quả do thiên tai gây ra. Mưa to nước lao vào nhà đang là ngập hết toàn bộ tài sản trong nhà, thì từ lúc 2 giờ đến bây giờ hiện tại chúng tôi có cả hàng xóm hỗ trợ vẫn chưa tát nước xong. Mưa và sấm sét rất chi là to, đấy là mình dậy từ lúc 1 giờ đêm mà nước ngập hết lên tất cả các gian hàng nhá. Thì dậy là đã bắt đầu là lông bạt các thứ lên, hàng hóa là mình nhấc lên đấy, đến gọi bà con ở quanh đây dậy và ban quản lý chợ dậy để mở cái cống kia lại cho thoát nước. Thế nhưng mà nước thoát cũng không kịp, nên cho nên là tràn hết vào trong tất cả các gian hàng của bà con ở trong chợ nông sản huyện Hoàng Su Phì này. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, cấp ủy chính quyền thị trấn đã phân công cán bộ xuống địa bàn nắm bắt tình hình, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ triển khai các giải pháp khắc phục, ổn định đời sống của nhân dân. Thị trấn Vinh Quang đã huy động toàn bộ lực lượng với phương châm 4 tại chỗ, và đến thời điểm sáng nay thì cơ bản là trên địa bàn đã huy động các lực lượng để giải quyết kịp thời, đảm bảo giao thông cũng như là giúp đỡ nhân dân, bảo vệ tài sản của nhân dân. Trận mưa lớn cũng đã khiến mực nước sông chảy dâng cao hơn 10 mét, làm toàn bộ hệ thống máy bơm cấp nước và nhà máy nước sạch ở thị trấn Vinh Quang bị ngập, hư hỏng hoàn toàn. Hiện tại, nhà máy phải tạm ngừng cung cấp nước sạch trên địa bàn thị trấn Vinh Quang từ 2 đến 3 ngày để sửa chữa.